mà gắn cảnh lên nó quay đẹp. Đó đó cũng quay nhiều à. Cái này là cháo lòng bò ở Trì Tôn này nha bà con. Cái gì? Thấy rồi nha. Đi ăn cháo rồi. Mấy như Sài Gòn xuống ăn cháo có cháo lòng bò này nha bà con. Dân Vũng Tàu mà phải xuống tới Trì Tôn ăn cháo lòng bò này. Cháo này là cháo lòng bò. Cháo lòng bò chứ không phải cháo bò nha bà con. Cái này là lòng bò không nè. Còn có người thì người ta ăn tái, đã bỏ tái thêm. Chứ cái tô của tôi là tô lòng bò không. Cái này á, ở đây người dân người ta ăn với bún hoặc là ăn với bánh mì. Ta để bắt cho con thấy cháu lòng bò này bán gì tăng để bún vô này. Cái này nó cũng theo kiểu địa phương ở đây, còn không thì ta ăn để thêm chấm bánh mì cũng được. Con thấy ăn bún như vậy nó ngon, phải vừa chắc bụng. Trong lòng quen thì nó có cái gì à, có huyết nè, cái này là tủy nè, cái này là tủy bò nè, cái này là gan bộ tủy. Mình đi xa để lâu được hơn. Lấy thêm 4 gái nữa nha. 4 gái riêng thì để chung. Dạ, để chung luôn cũng được. Chế nhiều lắm, chế nhiều lắm vậy. Dạ, con hay nhìn vậy thôi chứ con héo ăn lắm. Con héo ăn lắm. Đi với bầm. Để dành gì chứ lại cho em thêm 2 cái này nữa nha. Cái đó bánh chuối nha. Bánh chuối nha. Có, đậu có. Như ra nhìn chút nha. Tôi bảo đảm mang không hết. Cái này con có chi cho mọi người đâu nữa nghe. Cái kia không có gì mà phải. Dạ đúng rồi. Để thơ phương này nha mấy. Dạ thơ phương này. Ngày nay tôi thọt mà nè. Thọt đó. Trong ngày nay tôi tiếp thọt mà. Dạ. Tiếp lông nữa. Dạ nhâm á. Dạ nhâm đâu mà đâm cho hẻm 6. Hẻm 6 hả? À hẻm 6 nha con ăn nguyện. Hẻm 6 hết bệnh mình đi. Đâm đai tí. Bữa xưa tha tia thư cao thân áo kia đánh nè. Tha tia xin tia na, đánh nè. Ông bảy nay mơ tia hôm nay đó. Hả? Năm nay mơ tia hôm nay đó. Mà mọi chị yên sụp mai đó. Đang lắp này đó. Dù bé lấy nha. Bữa nhung lon nè, gãy nhà dân quá nè. Chị thuật lon luôn đó. Thế bữa này dù mây bằng lòng mấy. Bây giờ là nam mong bay, mong bay phlư. Say chẳng, to nè. To cặp bướm nhớ nè. Cái này là... Không biết tiếng gì kêu ảnh gì không? Việt Nam hay say gì? Mắm tép. Mắm tép. Mắm tép. Mắm tép. Toàn xà đi ăn. Cái này là trái cung nốt. Một ký 30 ngàn. Cái 27, 75, 14, 61 luôn. Vô là tôm tôm đó kìa. Dạ. Thế ông lấy tôm bánh, ông nghe tôm bánh à, rên quay xăm đâu. Dạ, không thân nó sẽ là món kho, cứ tưởng là có mức là mấy cái hẹn này nghe. Đây tôi nói này. Mày lo ra ông. Ừ. Bà lũ siêu trọng luôn bà. Cái này không nói mà bà con. Thì cô bé này đang chặt trái thuốc nốt. Cái này là thuốc nốt, này là thuốc nốt ăn tươi. Có cái mà mình mua nãy là cái ở phía trong đó. Chút nữa người ta ấy ra rồi người ta mới được cái trái nó trồng rồi.
Hải cáp mấy con là hải khâu hả? Khâu mấy cặp chứ. Một đại là dân á. Anh xem anh thư ca hót phê tư. Đây là ra ấy ra ta mới có cái trái này nữa đúng không? Ta mới có cái trái này à. Hay xong mình đó. Cắn miếng thử. Làm cho hai ly thốt nốt thôi rồi. Dạ. Ừ. Có mức là nhau. Con cũng chịu ăn uống dữ nha. Dạ. Mình là được cái là đặc sản không có dùng ăn ngon. Để tụi con qua nó xem rồi. Có không ăn tay chứ bao nhiêu con. Muốn lấy chén cắt thì cắt. Con sẽ thử xí kìa. Thì cắt bằng mình đang ăn tôm như thế nào. Nó cũng dễ. Ờ sáng nguyên cục nguyên vậy nè. Dạ. Đây là cái đường đang xé gà đốt lá chuốt đó nha bà con. Tôi thấy nó xé mà tôi chảy nước miếng này nè. Đây là cái đùi. Này là cái đùi, hai cái đùi. Xong rồi cái cánh. Bún cán, bún cán nước lèo. Dạ. Thử cái cánh này. Trắng cái nước uống này ngon. Cái nước nó làm ăn cũng ngon đấy chứ. Dạ. Có mùi thơm 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 vậy. Chắc là nước, chắc nước qua chút quá. À, nước cây trúc á, nước cây trúc á. Lái xe xong, mà nó đi nhậu mà. Bao nhiêu anh tặng cho ông? Dạ. Bao nhiêu tổng tiền này? Thơm mùi cá luôn. Thơm mấy cái thon đó, thon của anh tí đen. Cái này bún cá cà ri. Còn cái này bún cá nó là một con mặt kia. Thì sao anh thấy sao? Dạ, ăn vô nó thanh lắm. Thì giống mà con ăn bún Sài Gòn có bán mà. Dạ, Sài Gòn thì con thấy chỉ có mấy món ngọt à. Bún cá thì ở trên đó nó có cái màu nhẹ nhẹ đó. Cái câu đó là câu bún cà ri nguyên tử. Nắng này con flash nhiều quá nhìn không thấy rõ. Ta đang chế biến nè, ta chế biến nổi. Bây giờ thì con đã vô bóc á.
Anh đừng đại khư vậy. Anh mau mà anh đoán được ấp khư vậy. Nó chỉ cái gia vị nó khác lạ thôi. Món này tầm kia 300 phải không? Chỉ sợ đổ được nha. Mà con thì bình thường mà con nấu con chỉ có xào chung với rau củ quả à. Ít khi nào mà làm kỳ công như vậy lắm. Này ăn ngon. Con cũng ăn dữ, cái gì cũng ăn được hết. Có nhiều người ăn không được nhiều không? Ăn không được nhiều như chơi đâu có ăn uống này cho nhau. Bữa hôm trước con có nghe chị giới thiệu món này nè. Vậy hả? Con có nhớ mèn mén. Cái rau này là rau ở đây nè. Rau ở đây. Phải kêu quần này. Việt Nam thì hơi ít nhục lịch nhà chân. Dạ. Anh ấy. Đau. À, sầu đau. Sầu đau. À. À, sầu đông tiếng các bạn cũng sẽ đầy đó à, là cái đặc biệt là ở đây luôn á, nó ăn đắng ăn đắng không cái này người ta làm nổi thôi dương lắm ăn dương đó anh á, cái này đặc biệt là ở đây chứ chỗ khác cũng có à, mà chị bán sầu đông. Sầu đông đặc biệt đó. Cái này là gỏi sầu đông. Sáng dẫn bé Như đi chợ giới thiệu nó. Nó muốn ăn cái gỏi sầu đông này làm về. Mua về nhờ cô Mười làm gỏi sầu đông. Cái gỏi này thì đặc sản của dùng thi thôn này luôn. Ở chỗ khác là bảo đảm là không khó luôn. Này mình trộn nó lên nè. Cá ba rọi, đọt sầu đâu, dưa leo với củ cải trắng. Cho nó ăn món đặc sản của vùng Tuy Tôn này luôn. Được nấu bởi siêu đầu bếp là có người. Chưa có khách nào tới mà có dịp ăn cái gỏi sầu đâu này hết á. À, có bé Như là nó là người khách đầu tiên ăn gỏi sầu đâu ở đây. À, có khách thì người ta tới từng ăn lẩu mắm rồi. Phải nó xuống hôm qua là có lẩu mắm ăn rồi. Mới ăn lẩu mắm hôm qua rồi. Ăn đi. Bữa nay ăn mấy cái món lai. Cái này là canh bông bí dầu thịt. Con múc lên đây thôi. Này bông bí dầu thịt nè. Tao bọc cộng hình nó hợp lại. Cái này là thịt bằm dầu. Thịt bằm nó dầu vô trong cái bông bí. Phải lấy cộng hành cột nó lại. À, nấu thành canh bông bí. Canh bông bí dùng. Dạ. Để đây. Ở nhà mình nấu nên là quá trời vừa hút. Cái này là chè thốt nốt nha bà con. À, chè thốt nốt là có cái gì với cái gì trong đó nhỉ? Trong này là sẽ có đây là vừa hút nốt, có phần nếp nữa.
nếp, nếp cốt dừa, với thịt thốt nốt, đường đường ta xài chè này làm ta xài đường thốt nốt.